nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt áo 2 dây mẫu như trên theo yêu cầu của các bạn. Video trước thì mình đã hướng dẫn cách cắt quần xả váy lưng tun cùng với mẫu set trên. Các bạn nào chưa xem thì vào video trước xem. Còn hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cách cắt áo. Mình sẽ chọn cách cắt dễ nhất để hướng dẫn các bạn, để cho các bạn chưa học may xem là tự cắt được. Công thức mình hướng dẫn là công thức chung cho tất cả các dấu đo. Các bạn nhỏ, các bạn mập thì các bạn cứ áp dụng vào công thức cắt được. Các bạn có yêu cầu, ý kiến hay thắc mắc gì thì cứ comment ở dưới phần bình luận. Và đừng quên tặng mình một like, đăng ký kênh, nhấn chuông để cập nhật sớm nhất video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Vải để cắt mẫu như trên thì các bạn cần chuẩn bị 70 phân vải khổ rộng 150. Chất liệu vải như mẫu trên thì các bạn chọn chất liệu vải cốt tông thun. Nói chung là chất liệu vải co giãn nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hành mẫu như trên. Trên màn hình là mẫu số đo của chúng ta cắt hôm nay. Các bạn xem để dễ hình dung. Đầu tiên chúng ta cắt thân trước áo. Các bạn gấp vải như này. Các bạn trải vải bằng phẳng kẻ đường thẳng để lấy tâm điểm. Từ đầu vải các bạn vào 3 phân, cái phần này may lại để làm cái phần nẹp giả cài cúc. Cái mẫu này là cái phần nẹp là giả cài cúc chứ không phải cài cúc thật các bạn nhé. Đây kiểu của nó như này các bạn, mình may vào như này, đây cho các bạn dễ nhìn. Các bạn may theo cái đường kẻ 3 phân. Đấy, các bạn trải ra. Các bạn sẽ là lật sang một bên như thế này thì sẽ được như mẫu, và các bạn sẽ cài khâu cúc giả ở đính ở trên. Đây là như này là được như mẫu các bạn nhé. Ta kẻ tiếp theo này thì chúng ta sẽ kẻ dài áo. Mẫu này thì chúng ta sẽ cộng phân may vào ngay để cắt theo đường quấn. Thì sẽ bằng dài áo cộng với 3 phân may là may gấu 2 phân, đường trên vai 1 phân. Dài mẫu là 45 cộng 3 phân may thì kẻ chiều dài 48. Các bạn kẻ vai tính từ đường kẻ phấn xa thì sẽ bằng công thức vai chia 2. Vai mẫu là 36 chia 2 thì chúng ta kẻ ngang vai 18. Đầu tiên thì các bạn cứ kẻ cơ bản như vậy thì mới dễ và chính xác. Các bạn kẻ vào cổ tính từ đường kẻ phấn xa thì bằng công thức vòng cổ chia 5 cộng 2. Vòng cổ mẫu là 34 chia 5 cộng 2 thì kẻ vào cổ 8,8. Các bạn kẻ xuống cổ thì bằng công thức vòng cổ chia 5 cộng 7. Vòng cổ mẫu là 34 chia 5 cộng 7 thì chúng ta kẻ xuống cổ 13,8. Các bạn kẻ xuôi vai thì bằng công thức vai chia 10. Vai mẫu là 36 chia 10 thì kẻ xuôi vai 3/6. Các bạn kẻ nối vào điểm cổ là được đường vai. Các bạn kẻ hạ nách tức là hạ ngực tính từ đường thẳng cổ xuống thì bằng công thức vòng ngực chia 4 trừ 4. Ngực mẫu là 86 chia 4 trừ 4 thì chúng ta kẻ hạ nách 17,5. Mẫu áo này thì chúng ta hạ nách phải trừ như vậy các bạn nhé. Các bạn kẻ ngang ngực thì sẽ bằng công thức vòng ngực chia 4 cộng với 0,5 phân cử động là cho vải co giãn nhiều như mẫu, như là vải thun, vải cốt tông. Còn nếu như vải không co giãn thì các bạn phải cộng 2 phân cử động, hoặc là vải hơi co giãn ít thôi thì các bạn cộng 1 phân hoặc 1 phân rưỡi. Cái phân cử động này các bạn còn tùy theo kiểu vải. Như mẫu là vải co giãn nhiều là cộng 0,5 và cộng tiếp với 2 phân may. Ngực mẫu là 86 chia 4 cộng 0,5 phân cử động cộng 2 phân may thì chúng ta kẻ ngang ngực 24. Từ đầu điểm vai các bạn vào 2 phân kẻ sóng thẳng xuống. Từ đầu điểm vai các bạn kẻ xuống 2/3 để vẽ vòng nách. Ta sẽ kẻ bỏ cái phần trên và bắt đầu lấy ở phần dưới. Thì đây là cái điểm xuống cổ thì các bạn sẽ đo sóng thẳng sang bên này. Và các bạn kẻ đường thẳng như này. Cái phần trên vai này là chúng ta sẽ bỏ đi. Phần cắt bỏ bên trên này thì chúng ta sẽ may thay thế vào là cái phần dây như mẫu. Các bạn sẽ đo lại cái chiều dài mà chúng ta cắt bỏ này đi là bao nhiêu. Các bạn sẽ ghi lại để chút nữa chúng ta sẽ cắt sang cái phần dây để may quai áo. Các bạn kẻ hạ eo thì các bạn đo từ đỉnh điểm vai xuống đến cách bên trên rốn của các bạn 3 phân. Khi đo áo thì các bạn đo ngay điểm hạ eo này. Mẫu của chúng ta hạ eo 37.
Các bạn kẻ ngang eo mẫu này là may eo thân chứ không có may eo ly, thì sẽ bằng công thức vòng eo chia 4 cộng với 0,5 phân cử động là cho vải co giãn nhiều như mẫu. Còn nếu như các bạn may vải không co giãn thì cộng với 2 phân cử động, hoặc co giãn ít thì cộng 1 phân rưỡi. Và cộng với 2 phân may eo mẫu là 72 chia 4 cộng 0,5 phân cử động cộng 2 phân may thì chúng ta kẻ ngang eo 20,5. Các bạn kẻ ngang gấu khi đo chiều dài đến đâu thì các bạn vòng ngang ngay qua điểm đó, các bạn đo làm điểm ngang gấu thì sẽ bằng công thức vòng gấu chia 4 cộng với 0,5 phân cử động là cho vải co giãn nhiều như mẫu. Còn vải không co giãn thì các bạn cũng cộng với 2 phân. Vòng gấu mẫu là 80 chia 4 cộng 0,5 phân cử động cộng 2 phân may thì chúng ta kẻ ngang gấu 22,5. Các bạn kẻ nối các điểm lại với nhau. Từ đường kẻ phần các bạn lên 2 phân, các bạn kẻ trúc xuống như này để xa vạt. Như này là chúng ta đã vẽ xong thân trước, các bạn cắt xa. Theo công thức là chúng ta đã cộng phân may rồi, các bạn cắt theo đường phần. Các bạn cắt bỏ cái phần trên vai này đi, chúng ta sẽ lấy cái phần dưới này thì được như mẫu. Vậy là chúng ta cắt xong thân trước, tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt đến thân sau. Thân sau thì các bạn gấp vải như này. Các bạn trải vải bằng phẳng lấy thân trước đặt lên vải thân sau. Đường kẻ phần thân trước song song với mép vải thân sau. Các bạn trải vải thân trước và thân sau phải có độ căng bằng phẳng đều nhau thì cắt ra mới bằng nhau và đẹp. Điểm thân trước các bạn dâng lên 2 phân. Thật ra cái điểm này ở thân sau thì các bạn cắt bằng thân trước cũng được, không sao cả, kiểu áo này thì cắt bằng cũng được. Các bạn kẻ cái điểm ngang này thì bằng cái điểm ngang của thân trước. Các bạn vẽ nách thân sau theo cái vòng nách thân trước như này. Bạn đánh dấu mép vải thân trước xuống thân sau để chúng ta sẽ kẻ bằng cái phần gấu ở thân sau. Từ điểm đánh dấu này các bạn lên 2 phân, tức là thân trước chúng ta hạ xa vạt 2 phân thì thân bên này chúng ta sẽ lên 2 phân để kẻ bằng cái phần gấu của thân sau như này. Kẻ xong thì các bạn sẽ cắt ra như này là cái phần gấu thân sau bằng. Cái điểm bên sườn thì các bạn cắt theo của thân trước. Bên trên thì các bạn lại cắt theo đường phần chúng ta vẽ như này. Như vậy là chúng ta cắt xong phần áo, bây giờ chúng ta sẽ cắt đến cái phần dây để may quai áo. Cái chiều dài của dây quai áo thì các bạn sẽ đo lại ở cái phần vai chúng ta cắt bỏ đi như này. Thì các bạn cứ cắt dư hơn cái phần như này, khi chúng ta may vào thừa thì cắt đi, như vậy cho dễ. Cắt bỏ đi của chúng ta là 13 phân thì cả thân sau nữa thì mình sẽ cho dài ra là 30 phân. Các bạn kẻ bản ngang là 8 phân và cắt chừa đường may. Hợp nếu như vải mỏng để đẹp hơn thì các bạn sẽ gấp đôi vải vào như này, sau đó các bạn mới đo cái bản ngang là 8 phân thì sẽ đẹp hơn. Đấy, cái bên này là các bạn, còn vải dày thì các bạn cắt một lần vải như này. Cái bên này là các bạn sẽ gấp vào, còn cái bên mặt bên này thì chúng ta sẽ may một cái đường viền nữa thì các bạn gấp đôi vải như này. Các bạn sẽ cắt cái chiều ngang của cái bản viền này là 2 phân rưỡi. Vải gấp đôi này các bạn đặt may ở cái phần vải gấp dây, các bạn lật ra như này. Sau đó các bạn mới may cái phần quai vào với áo. Cái phần quai thì các bạn ở cái điểm dưới này các bạn sẽ gấp ly zoom một chút vào như là mẫu. Các bạn sẽ may bắt đầu từ ở cái điểm nách này. Phần nách thì các bạn sẽ viền trước, sau đó các bạn mới may quai. Các bạn viền bọc thì nó sẽ ôm hơn, hoặc các bạn viền ốp vào là các bạn sẽ đặt cái phần nách vào, các bạn vẽ theo vải. Còn các bạn cắt viền bọc thì các bạn sẽ cắt chéo vải. Các bạn cắt bản là 4 phân.
Các bạn may viền bọc vào, sau đó các bạn mới may qua. Phần thân sau cũng vậy, các bạn cũng may viền nách trước, sau đó các bạn mới may quai. Các bạn sẽ may đính ở cái phần thân sau cố định, sau đó các bạn sẽ may cái phần quai bên này ra thân trước, các bạn ghim vào, sau đó các bạn mặc thử đến đâu, vừa đến đâu, độ thấp cao đến đâu, sau đó các bạn mới cắt bỏ đi và các bạn sẽ may cố định. Và ở cái đường viền ở ngực này thì các bạn sẽ may viền bọc thì sẽ ôm hơn, hoặc các bạn viền ốp cũng được. Các bạn viền xong rồi các bạn mới may quai nhé. Các bạn đã viền phần ngực, sau đó viền phần nách vào, sau đó các bạn mới may đến quai. May quai sau trước, sau đó các bạn mới may đến quai trước. Thì các bạn thử vừa đến đâu các bạn sẽ may chốt cố định. Mẫu này thì may rất là dễ và nhanh, quan trọng là các bạn cứ cắt được, đến khi đó các bạn sẽ may được rất là dễ. Và như vậy là chúng ta đã cắt xong mẫu của ngày hôm nay, và video hôm nay của mình đến đây là hết. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh, nhấn chuông để cập nhật sớm nhất video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.